với cái trình độ chuyên môn mà làm chị tưởng là chị gái em nâng nhưng mà chị thắng em rồi. Chén luôn rồi em. Nhất thắng thì ai là vào đánh với Hoa nữa đây? Không được. Trận thi đấu số đánh giải 3, hai cô thua Kim Anh với lại thua Cado kia rồi vào đánh giải 3. Vận động viên chuẩn bị trận đấu. Thua rồi giờ vào đánh giải 3. Khá là trẻ, cô gái đến từ Hà Nam trẻ. Nhưng được cái là thân hình đậm. Em chào bác cờ tờ nhá. Bông hoa đẹp quá anh ơi. Các bác mới vào thì hãy bấm like, bấm đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Thua. Quá trống vánh, gọi là quá trống vánh. Đau rồi. Gãy ngón tay rồi. Thôi. Gãy ngón tay rồi. Đau rồi. Cả chân lẫn tay rồi. Giải nhất nữ. Nhị khám, giải ba, phụ nhị khám. Cả chân lẫn tay. Bắt đầu. Bây giờ thì biết tính ai thua hay thắng ấy nhỉ? Có ai keo là có tính nhỉ? Tính gì? Bây giờ Thơm thua hay Hóa? Hóa, Thơm thua. Thơm thua thì quá mất danh tiếng nhỉ? Mất được cái tên đơn thắng. Không quá thiệt thòi nhé, đồ đánh hay mà để thua những đồ này làm sao được. Không cho thua. Vẫn đến sáng mai, phải vẫn đến sáng mai. Thật dễ không. Làm gì được không thêm, Thơm. Ôi, kinh quá. Hồng Kỳ chuẩn bị đánh với ai đây không biết. Cái thứ ba của Đô Đỏ ạ. Giữ cái tranh giải ba. Hay phết đấy, trận này quá hay. Tí là bách ở đây này. Tí ở bên sao rồi. Trận đấu tiếp tục. Bác Nguyễn Khải An, xem nào giúp em trận này ai sẽ thắng đây. Rất là khó cho Hoa. Đến từ Công an Nhân dân. Làm Thơm quá cứng. Khó thắng nhỉ. Cao hơn, đấy tốt hơn. Sau trận này xin mời cô Kỳ của Ninh Bình và Giới. Trận đấu tiếp tục. Mấy em này là tuyển chồng nằm đâu vậy?
đấy nhỉ. Là một kỹ thuật sườn rất là gọn và rất là đẹp. Đánh gọn gàng luôn. Đúng vị thương, đẹp rất đẹp và rất xinh rồi, em bị thua rồi. Và như vậy là giải ba hey. Nữ phụ, giải ba nữ phụ là vận động viên Nguyễn Thị Hương và công an đã thắng. Quá tuyệt vời. Anh Nguyễn Khải An ơi, làng gióng chưa anh ơi? Đây là đang ở Kim Sơn nhá, là keo Kim Sơn Gia Lâm. Còn làng gióng ngày mai kìa anh ạ. Quá đang tiếc cho Thơm, một ngày thi đấu không thành công, thua hết đối nọ đến đối kia. Thơm tối qua đi với Đô nên nay mất sức, công nhận nay đánh chắc không có sức thật. Phó trưởng ban tổ chức giải vật nên trao giải thưởng cho Đô vừa qua thắng giải. Wow. Giải ba phụ xin trân trọng cảm ơn. Chú thấy báo là bao nhiêu tiền nhỉ? Giải ba phụ. Bao tiền? Chú biết bao tiền không? Đây này á? Vâng, bao tiền? Ba phụ là bao nhiêu tiền? 2 đô bảo vệ 6 triệu sao đấy? 5 triệu.